Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần ngữ pháp với phần ngữ pháp N to sale Tức là cho tôi N, tức N ở đây là những cái đồ vật Ví dụ như là khi chúng ta nói là cho tôi cái điện thoại thì chúng ta có thể nói là handphone to sale Và ngữ pháp này sẽ được giảng dạy trong giáo trình Seoul 1A, bài số 2 chúng ta vào nội dung ngữ pháp. N chuseo sử dụng khi yêu cầu một cái gì đó từ đối phương. Và chuseo sử dụng với danh từ. Ví dụ như chiuke chuseo, ke là cái tẩy cho tôi cái tẩy. Tẩy bút chì ạ. Check chom chuseo cho tôi làm ơn cho tôi quyển sách chôm có nghĩa là làm ơn sử dụng vào để tạo cảm giác lịch sự cho câu văn ví dụ chiu ke chôm chu seo là làm ơn cho tôi cái tẩy còn chiu ke chu seo là cho tôi cái tẩy thì nó hơi khác biệt như vậy nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé ngoài ra các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc show edu vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa, trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukohasosunda, bye bye.